việc rất khó khăn, một cái sự hình thành ban đầu rất khó khăn, nó còn khó hơn rất nhiều so với những người đang có những cái thành công hiện tại để thay đổi, thì nó còn khó khăn hơn rất là nhiều nữa. Rồi thì cái bối cảnh khởi nghiệp trong năm vừa qua, tất cả các ngành nghề đều khó khăn, tất cả các đơn vị đều khó khăn. Vâng, thì với những người khởi nghiệp thì càng khó khăn hơn. Nhưng chúng ta đã thấy là sau một năm thôi, thì cái lực lượng từ 20 con người ngày hôm nay tăng lên 200 con người, lên 200 con người. Điều đó minh chứng cho tài năng của Bùi Thị Huyền, điều đó minh chứng cho cái niềm tin của Bùi Thị Huyền đến với Manulife. Vậy thì em muốn hỏi chị cái câu hỏi thứ hai là sau một năm khởi nghiệp với rất nhiều khó khăn, thách thức như vậy, vâng, thì chị đã làm gì để đội ngũ của mình có được cái thành công như ngày hôm nay? Cảm ơn anh Tập, câu hỏi của sếp Nguyễn. Thực ra thì đúng như bước được khởi nghiệp của tôi sang Manulife cũng có nhiều khó khăn cực khó khăn.